Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau trải nghiệm cái meta mới anh em nhé. Có quá nhiều những cái thứ mới mẻ, hay ho, hấp dẫn ở trong meta mới đang chờ chúng ta khám phá. Đấy, tôi và anh em sẽ khám phá dần dần qua những cái video cũng như là qua quá trình trải nghiệm của các anh em ở trong game. Dần dần rồi những cái điều thú vị nhất ở trong cái meta mới nó sẽ dần dần nó sẽ được hé lộ thôi. Đấy. Rồi, ok, hôm nay tôi sẽ chơi cái đội hình mà phải nói là tôi nghĩ là nó sẽ là mạnh nhất ở trong meta mới. Có thể là mạnh nhất hoặc có thể nếu mà nó không gọi là mạnh nhất thì nó sẽ là một cái đội hình khó chịu nhất. Đấy, rất nhiều người kêu ở trong sau cái khoảng thời gian mà update. Đấy, thì có rất nhiều anh em chơi trải nghiệm cũng có những cái sự thú vị, thích thú. Nhưng mà kèm theo đấy là cũng sẽ có những cái người người ta cảm thấy là ức chế. Đấy. Tôi chỉ cần nhắc qua thôi là chắc là anh em cũng biết là nó là cái đội hình gì rồi. Đó, chúng ta hôm nay sẽ chơi cái đội hình đó anh em nhá. Rồi. Ok, đầu game thì nói chung là cứ chọn đồ nào cũng được, đồ nào mạnh thì chọn thôi anh em ạ. Thường là tôi sẽ chọn những cái đồ mà nó hỗ trợ cho cái việc là một là phòng thủ này, hai là gì? Bắn trưởng sớm. Đó. Nếu mà có cung thì lấy những cái đồ đam. Ok. Cung và assassin thì lấy đồ đam, còn những cái bộ khác thì lấy đồ chủ yếu là thủ hoặc là bắn trưởng sớm thôi. Đó. Trong meta mới này nó có một cái rất hay, đấy là chúng ta lấy đồ xong chúng ta cũng có thể là chúng ta không cần quan tâm là chúng ta chơi gì. Đấy. Sau này chúng ta có cái sự thay đổi trong cái diễn biến của cái quá trình xây dựng thì chúng ta có thể rèn lại những cái món đồ mà chúng ta cần. Rất là hay. Ok. Như trong cái video trước là tôi có giới thiệu anh em cái bộ lăm rồng 9m hoặc là lăm rồng 6m thôi. Thì bây giờ cái bộ lăm rồng của nó cũng khá là tín đấy. Đấy, anh em vào trong rank anh em cũng biết trong rank khá nhiều người chơi lăm rồng. Nó thể hiện là cái sức mạnh của đội hình được nhiều người tin tưởng, nhiều người chơi. Một trong cái bộ mạnh nhất bây giờ khi mà bây giờ 10 con tung được trưởng. Rất mạnh. 10 con tung được trưởng và nó có một cái hay thứ hai. Đấy, cho các anh em mà chưa xem cái video trước thì tôi cũng xin được nhắc lại trong video này. Đấy là bây giờ cái bộ lăm rồng nó mạnh bởi vì là cái con co nó có thể xếp bất cứ cái vị trí nào trên bàn cờ để có thể tung trưởng. Điều này nó rất là có lợi thế ở cái solo late game. Chúng ta sẽ không bị phụ thuộc vào cái việc là phải đứng ở phía bên trái bàn cờ như ngày trước. Hồi trước là chỉ có 6 con đứng ở phía bên trái có thể tung được trưởng luôn khi mà vào trận. Điều đó nó làm cho cái bộ lăm rồng ấy nó có một cái điểm yếu chí mạng. Đấy chính là cái việc là tất cả co đứng ở phía bên trái rất dễ bị bắt bài, rất dễ bị counter. Đấy, nhưng mà bây giờ thì khác. Bây giờ co có thể chạy khắp màn hình cực kỳ kinh khủng. Đó, tuy nhiên là cái bộ đó so với cái bộ hôm nay tôi chơi nó chưa là gì cả anh em nhá. Bộ hôm nay thực sự là phải nói là nếu mà có cái tên để đặt cho ấy mà cái con ác mộng ấy nó không phải tên là ác mộng ấy thì cái bộ này nó là cái bộ tên là ác mộng. Tôi nói thật với anh em, thực sự nó quá là kinh khủng. Với những cái cú đẩy coi như là trên 50 máu, thậm chí là trên 90 máu. Như một anh em nào đấy đã chia sẻ ở trên diễn đàn Auto Chat. Quá kinh khủng. Đó, anh em biết là tôi đang nói đến bộ gì đấy. Insectoid mèo kẹp heo, kẹp gấu. Quá kinh khủng. Đó, hôm nay chúng ta sẽ chơi bộ đấy anh em nhé. Để cảm nhận cái độ kinh khủng của nó, kinh khủng đến cái mức như nào. Sau khi anh em biết đến cái bộ Insectoid kẹp mèo kẹp heo thì tôi nghĩ là anh em sẽ có một cái tựa đề nó sẽ là kiểu như là quên 9m lăm rồng đi. Đây mới là cái bộ mạnh nhất meta. Đó sẽ là tít ở trong cái video ngày hôm nay. Dã man. Và tôi nghĩ là chắc chắn là nó sẽ theo cái bộ này ở trong meta nó sẽ rất là lâu ạ. Tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều người chơi và nó sẽ còn kéo dài cho đến khi skin của cái bộ Insectoid, cái bộ mèo heo nó bán hết thì lúc đấy chúng ta sẽ trở về là một cái meta cân bằng. Không biết là cái meta này nó có kéo dài được lâu không. Đó. Tôi nghĩ là nó sẽ kéo dài được khoảng 1-2 tuần cho đến khi chúng ta kiếm được những cái bộ counter nha anh em nhá. Rồi sẽ có những cái bộ counter thôi.
Ok. Trận này nó cho tôi khá là nhiều bit, nên là chúng ta sẽ xây dựng được cái bộ bit anh em nhé. Bây giờ mà cái con Whispersia lên được 2 sao thì yên tâm luôn này. Whispersia lên được 2 sao thì mới yên tâm. Còn cái tầm này vẫn chưa ngon lắm. Cái lượng đam bây giờ là chưa có. Chưa có nhiều đam đâu. Berserker bây giờ đang gánh đam. Berserker nó phải phụ thuộc vào cái lia diều của nó cơ. Lia diều nhiều thì mới gánh được. Đao này có thua không nhỉ? Gọi là đệ ra là chắc là không thua. Ok. Mấy cái con đệ nó cũng được hưởng cái hiệu ứng của cái bộ beat. Đấm rất là khỏe. Cho Skull Hunter kẹp được 2 đỏ này. Nhưng mà tôi hết slot rồi. Hay là như này. Ok. Như này thì sao? Cũng ok chứ, đúng không? Vừa có 2 đỏ, vừa có 3 warrior. Hợp lý. Con này tí nữa cho vào là sẽ kiếm human này. Đấy, đợi round 10 chúng ta cho vào, chúng ta kiếm human. Hoặc là đến round 12 chúng ta có thể up lên 7. Sau đó chúng ta kẹp thêm con flame vào. Đấy, cái con Berserker này nó lia dìu, nó gây rất nhiều đam luôn nhá. Anh em thấy là nó một cái lia dìu nó đã gần 1000 đam rồi. 1000 đam là bằng một cái con 2 sao. Cái lượng máu của con 2 sao đấy. Tức là gần như là một lia dìu là đoạt mạng một con. Khá là khỏe. Con này nó lại lên 2 sao này. Thôi được rồi, ok. Thế nên nó sẽ là như này. Hai con Unicorn, nhưng mà chưa ra con mèo nào. Bây giờ mà có 2 con mèo kẹp vào thì úi dồi ôi luôn. Chắc chắn là tôi sẽ giữ chuỗi ở rất lâu. Bộ này mà ra 2 con mèo sớm thì chắc chắn là đánh chuỗi thắng và đánh rất lâu luôn. Còn hiện tại vẫn chưa ra con mèo nào anh em ạ. Thằng này chắc là tôi vẫn thắng thôi. Ok. Cái lượng đồ mà tôi lấy ở giai đoạn đầu game ấy, cái đồ này nó vẫn chưa ngon. Cái đồ ngon nhất của cái bộ này nó chính là cái viên mà để cho những cái con triệu hồi ấy, nó triệu hồi ra, tăng sức mạnh của những con triệu hồi. Đấy là cái món đồ ngon nhất mà chưa lấy được. Có khi là về beat trước này. Ở đây là cũng 4 beat rồi đấy. Giờ mà có 4 bit là chúng ta đánh ở level 7 là 4 bit kẹp với cả 2 Glacier. Sau đó kẹp thêm một Warlock nữa là cũng ngon. Round này chúng ta sẽ lấy sách nha anh em nhé. Bộ này cũng là một trong những bộ tương đối dễ chơi đấy anh em ạ. Nó dễ chơi, nó cũng giống như là cái bộ lăm rồng vậy. Meta mới rất là dễ chơi do những cái món đồ của nó ấy. Khiến cho cái bộ insect bây giờ nó dễ hơn hẳn so với ngày trước. Ngày trước phải tìm 4 đô. Đấy, bây giờ không, bây giờ có món đồ insect ở cái round 10 là có rồi. Nếu mà chúng ta hên, chúng ta ra là cái món đồ insect. Đây này, tôi có cả con bọ cạp luôn này. Đấy, úi dồi ôi anh em ơi. Đó, nó dễ dàng, kinh khủng luôn. Sau đó tôi lại có thêm một con bộ cạp nữa. Quá tuyệt vời luôn. Ở đây có sẵn 2 con Unicorn để có thể hiến tế. Anh em thấy không? Đến round 15 chúng ta lại có thêm một cái quả trứng insect nữa. Thế là chúng ta có 2 quả trứng. Chỉ cần tìm có thêm con sâu nữa thôi là có 4 insect rồi. Cực kỳ dễ chơi luôn. Insect thực sự nó bắp lên hơi bị coi như là kinh khủng đấy. Ngày trước phải chơi là toàn 3 đô với 4 đô. Rất khó chơi. Thậm chí là phải gì? Phải có hiến tế 2 sao. Hiến tế 2 sao mới chơi được, nhưng bây giờ không. Bây giờ hiến tế mấy sao thì cũng chơi được hết. Con nào cũng biến thành insect được.
Kể cả là con Unicorn 1 sao, à con Unicorn 1 tiền thì cũng có thể là sử dụng làm cái con hiến tế chơi. Cực kỳ khó chịu. Con Flame này chắc là tôi không có mua nữa anh em ạ. Bây giờ tiết kiệm tiền, sau đó là chúng ta sẽ form bài đó. Flame này nó không có kết hợp với cái bộ này. Đây. Như này là chúng ta vẫn sẽ có 4 bit và có thêm 2 hiến tế. Đó, chơi được 2 hiến tế rồi, cực kỳ khỏe luôn. Bây giờ vẫn có thể mua con Flame này, bây giờ bán 2 con ác đi là đủ tiền. Ok. Con này lên được 2 sao thì cũng chơi tạm cũng được. Không biết trận này có ai chơi cái bộ này không? Dạo này vào trong rank thì cũng có rất nhiều người chơi cái bộ mèo heo đấy. Mèo heo bây giờ nó đang là gọi là ông vua của meta luôn. Quá kinh khủng khiếp. Nó tạo lên một cái sự chết chóc trong mỗi con game. Và những cái người mà chơi nó ấy, thực sự là nó rất là đã, rất là sướng. Khi mà đẩy đối thủ được khoảng 90 máu. Quá kinh khủng. Tôi chắc là tôi ghép, tôi kiếm thêm một quả trứng nữa anh em ạ. Bây giờ tôi có 4 insect rồi. Thêm quả trứng là 4 insect nhá. Kiếm ghép cái đồ cờ đồ xanh này. Ui dù không có, thôi rồi, lấy cái chiến thánh cũng được. Hơi đen chứ quả đấy mà lổ ra cái quả trứng thì chắc là chết hết với tôi. Ơ à. Kìa, anh em nào kìa. Gặp anh em ở trong game đấy. Ôi chào anh em cái, chào nhẹ cái. Xong rồi chúng ta lại tiếp trên cái con đường mà tí nữa. Khổ, tí nữa sẽ là sẽ đi đẩy từng nhà một, tí trong đấy là sẽ có anh em ô lovely, à quy lovely. Hy vọng là tí nữa anh em đừng có chửi tôi. Dã man. Tí sang lại đẩy cho 50 máu thì chắc là ghét tôi lắm đấy. Sợ thật sự. Chúng ta sắp roll rồi. Anh đây, anh đây. Trời ơi, anh đây chứ còn ai nữa. Phải tin vào chính mình chứ em. Ok. Mua con này đi. Có thể chúng ta làm mấy cái con Drui lên 3 sao sớm rồi chúng ta hiến tế có khi cũng ngon đấy. Trước khi chúng ta ra được con mèo. Bởi vì hiện tại chưa có con mèo nào anh em ạ. Ui, tài to. Thôi chết rồi, mất chuỗi rồi. Sao lại gặp cái thằng này? Ui mà thằng này khỏe thật sự luôn. Không ăn được anh em ạ. Mặc dù là cũng có hiến tế, cũng có insect to nhiều ấy, nhưng mà thằng này thì nó thực sự to. Nhiều lắm. Ở đây là nó có 8 con ở trên bàn cờ. 8 con ở trên bàn cờ cơ. Mất chuỗi ngay ra 14 mới cay chứ lại. Sợ thật sự. Con này lên 2 sao cũng ngon. Chưa tạm. Đây, dồn đồ cho con cây. Bây giờ con cây nó được tính là một cái con insectoid. Nên là khi mà những cái con hiến tế chết ý, thì nó sẽ đẻ ra những con insectoid là con cây. Nay có lực lên tivi không anh à? Có chứ. Cứ từ từ sẽ được lên tivi. Phải nhắc trước như thế để em mới có cái nhã nhặn với mình. Đấy, tí nữa mà bị đẩy gắt quá thì cũng đừng có làm những cái hành động thái quá ở trong video nhà anh em nhỉ. À, nay em được lên tivi rồi à? Chưa giờ lên tivi hả em? Ừ. Thế thì cũng có thú vị ấy chứ đúng không? Khá là thú vị đấy. Rất nhiều anh em cũng thích được lên trên những cái video của tôi. À đây rồi, cây đây. Con này hiến tế là tuyệt vời rồi, hiến tế 3 tiền. Lấy cái lá chắn à? Hay là lấy cái chống trận nhỉ? Chắn hay chống trận đều được. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi lấy cái chống tung trưởng nó sớm. Ok. Đó, chúng ta ở đây chúng ta có khá nhiều hiến tế đấy. 3 hiến tế thôi.
Ui nhưng gặp cái ông này to quá. Ôi trên mét có già 2 rồi chịu. Già 2 này là khả năng là chưa 9 mét 5 rồng này. Cây Whispersia 2 sao lên cho vào nhỉ. Up 8 cho vào à. Lên 8. Con này chỉ có thể lên 8 cho vào thôi, chứ còn nếu mà đánh ở 7 thì nó lại đang thiếu hiện tế anh em ạ. Rồi lên 8 đi. Rồi bây giờ bán đi tiết kiệm tiền anh em nhá. Bán đi. Rồi 40 tiền. Tôi nghĩ là trận này có khi là tôi còn lên 9 cơ anh em ạ, lên 9 ở roll. Không cần phải vội lên 8 roll ở 8 đâu. Bây giờ hiện tại không có mèo thì có thể là chúng ta chơi co khác cũng được. Đấy. Thì tôi làm cái video mèo heo sau. Bây giờ chưa có mèo cho cái chưa có heo. Nên là tôi chơi insect kiểu insect thông thường ấy. Co đánh tay. Úi giời đây rồi. Tôi đang định chuyển sang là insect co là fallen thì nó ra mèo này. Không biết có lên chơi mèo không. Bây giờ phải ra heo nữa cơ. Ra heo thì chơi. Còn không thì thôi nha anh em nhá, chơi fallen cũng được. Đang có cái hàng drui này này. Fallen kẹp insect. Có khi là tôi bây giờ tôi phải rèn lại một cái món đồ. Một món thôi. Kiếm cái máu echo anh em ạ. Ôi đời ơi, ra luôn cái máu echo chứ. Ngon. Đó, chúng ta có cái combo máu echo với cả cái quả trứng. Cực kỳ khỏe luôn. Ok. Nói chung là vẫn thua thằng này thôi anh em ạ. Không thắng nữa đâu. Tầm này chưa thắng được, phải 4 insect thì mới thắng được. Bây giờ mình có 2 insect thì thua thôi. Không có đam để đục vào cái hàng Clay anh em ạ. Khỏe thật sự. Rồi, 4 insect đây rồi, đủ rồi. Bây giờ bỏ thì chắc là bỏ con sói đi thôi. À úi rồi. Lắm mời chúc anh Tuấn dành sức khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn em nhá. Trời ơi, cảm ơn. Ui ôi, hóa ra là đây là bạn phát cứng anh em ạ. Cảm ơn nhá. Quy Lovely à. Chắc bạn này tên là Quang hay tên là gì đấy. Quân à. Có thể là Quang hoặc là Quân. Trên kênh của tôi khá nhiều anh em tên là Quang ấy. Các anh em tên là Quang trên kênh tôi nhiều lắm. Không biết các anh em có phải là một trong những anh em mà hay comment ở trên kênh tôi không. Đây rồi, chúng ta có 4 insect rồi anh em ạ. Ra phát con bộ cạp 3 sao luôn kìa. Đúng là 4 insect nó khác hẳn luôn đúng không anh em. Nhìn kìa, trời ơi. Thấy chưa, anh em thấy chưa. Tôi mà có 2 quả trứng ở giai đoạn round 15 thì chắc là các bạn đi với tôi. Ơ kìa, nhưng mà đẩy anh em vừa chào tôi. Anh em vừa chúc tôi đẩy anh em. Dã man. Vừa mới qua chúc tôi cái xong rồi là gặp tôi đẩy cho một phát một đống máu, hai chục máu. Ác thật sự. Tuấn Cơm đẩy fan như này không được rồi. Chết thật. Nhưng mà anh em cũng phải thông cảm nhá. Đây là tôi làm content thôi. Đang làm content lưu meta anh em ạ. À. Anh em thông cảm nhá. Dạ mà tôi đâu có muốn thế đâu. Tôi thật là bình thường ở thông thường ở trên kênh của tôi ấy, cái bộ siêu đẻ tôi cũng rất ít chơi. Lâu lâu mới làm phát thôi anh em ạ. À. Chứ đâu có phải sớm farm nhiều đâu. Nhưng mà đây nó là content của beta mới. Lưu meta nên là chả nhẽ lại cái bộ này nó đang hot mà lại không làm đúng không? Nó đang trend mà. Nó đang trend mà cũng để cho các anh em mà chưa biết đến cái bộ meta thì có thể là biết được ở trên kênh của tôi. Đấy thì tôi cũng sẽ làm. Nhưng mà ai ngờ lại gặp đúng fan, nó đẩy fan nhiều quá. Rồi cái chảo lấy cái gì cả anh em ạ. Random nó. Ui dồi ôi sao lại ra cái món này. Thế thì lại rèn lại rồi anh em ơi. Âu đây rồi.
Hiến tế 4 đô đây rồi. Gấu này. Ok. Unicorn lên 3 sao luôn. Quên mất đấy. Gian gấu phải để con unicorn lại. Anh em nhìn này. Già 2. Già 2 nhưng mà insect là vẫn đẻ ra được. Ác thật sự. Chắc là vẫn thua thôi. Nhưng mà thấy có vẻ như là insect này nó cũng khá là khỏe. Nếu mà là beat thì chắc là bay màu hết rồi. Ui cáo này. Chém chém lan này cho cáo ngon này. Lại ra mèo. Heo. Thế thôi nhỉ. Chắc là về cái bộ đấy thôi. Thôi chúng ta về cái bộ mèo heo đi. Roll the roll 2 sao đã anh em nhá. Roll 2 sao đã. Không là chúng ta đuổi đấy. Insect nói thế thôi nhá. Cái bộ này không phải là cái bộ dễ chơi đâu. Dễ chơi là lúc mà chúng ta ra hai quả trứng thôi anh em ạ. Còn mà nếu mà không ra hai quả trứng ấy thì là nó cũng hơi khó đấy. Một quả không ăn thua đâu. Mà nếu mà đen nó không ra quả trứng nào thì chơi cái bộ này xác định luôn. Nó lại khó như insect ngày xưa. Bộ này là phải có trứng thì mới gọi là dễ chơi. Còn nếu mà không có ấy, đen không ra mà cố lấm ăn xôi thì chỉ có xuống hố thôi anh em ạ. Cũng không dễ đâu. Đấy. Nếu mà hai quả trứng là tôi có 4 insect từ đời rồi thì tôi kẹp 4 đô vào hiện tế ngon rồi. Ui lại ra mèo này. Thế thì đúng rồi anh em ạ. Thôi đúng rồi. Đấy về cuối game lại ra nhiều mèo chứ. Thế thôi lại giải tán mấy cái con đánh tay đi vậy. Ok chưa? Đấy bây giờ đồ dồn cho mèo. Quá ngon. Hợp lý rồi đấy anh em ạ. Khỏe luôn rồi. Khỏe luôn. Khỏe luôn. Như thế là khỏe luôn. Bây giờ chỉ có ghép lại đồ thôi. Rèn lại đồ là xong. Đó. Anh em nhìn này. Vãi cứt luôn. À nhưng mà thằng này Goblin. Thằng này Goblin thì nó sẽ không bị đẩy nhiều đâu. Thằng Goblin này nó sẽ có giáp trâu. Và nó cũng có 3 sao rồi. Nó có 3 sao rồi. Nhưng mà tôi vẫn sẽ chiến thắng đó. Chỉ cần lên được như thế thôi là nó đã có một cái sức mạnh cực kỳ kinh khủng rồi anh em ạ. Đấy, từ đang thua nhá. Chỉ cần ra được con mèo. Một con mèo 2 sao và hai con mèo 1 sao thôi. Hai con gấu 1 sao thế mà nó cũng đã mạnh được như này rồi anh em ạ. Mạnh thật sự. Gặp một cái bộ Goblin, nó full Goblin rồi. Rồi, xả hết tiền kiếm con mèo 2 đã. Ra đi, một con nữa thôi. Úi dồi ôi, tôi dùng ngon rồi anh em ơi. Nó cũng chỉ cần là như thế. Nó cũng chỉ cần là như thế thôi anh em ạ. Nó cũng chỉ cần là như thế thôi. Nó cũng chỉ cần là như thế thôi. Quá là ok. Được quá nhờ anh em nhờ. Đấy, insect hiến tế chết ra cả mèo rồi kìa. Mèo nhảy. Bốn con mèo nhảy với nhau kìa anh em kìa. Ui dồi ôi. Đấy, bắt đầu đi đẩy từng nhà một. Căng không? Hay quá. Đấy, mấy cái đồ rác bay sang. Bây giờ tôi rèn lại hết. Rèn lại hết anh em ạ. Rèn kiếm cái quả insect không? Thêm quả nữa không? Hai quả nhỉ? Hay là rèn đồ ấy luôn? Đồ blue luôn. Tôi đang phân vân giữa việc lấy thêm một quả trứng hay là chúng ta lấy cái đồ blue hoặc là đồ tím, đồ cam. Những cái món đồ ở cấp cao hơn. Hiện tại thì nói chung là cũng đủ đồ rồi ấy.
Ui dồi ui, đây rồi. Hay quá. Hay làm quả đồ cam luôn không? Chả lấy cái món đồ gì cả. Dã man. À ui, cái giáp được. Giáp thép được nha. Rồi bây giờ tôi sẽ rèn lại. Mấy quả đồ cam luôn, ngon luôn. Thêm hai nữa, lấy đồ cam. Đó. Bất diệt á? Không, không lấy bất diệt. Đây rồi, ui rồi ui, ngon thế nhờ. Trời ơi, cái giáp phản. Cho hai con heo vào, xong rồi anh em ạ. Chuẩn bài rồi, chuẩn bài, chuẩn đồ luôn. Cái giáp phản là cái món đồ mạnh nhất ở trong meta này đấy anh em. Ngon lắm anh em ạ. Nhiều con assassin nó chọc vào nó tự chết, nó làm ngửa luôn là vì thế. Vì cái giáp phản đấy anh em ạ. Những cái cú chết bất thình lình đến từ vị trí của những cái con co assassin như con cáo hay là con Sailing assassin, không biết là tại sao. Cái giáp phản này nó giống như là cái skill của con bọ hung ấy. Bật cái gai lên được cả. Đấy, cái skill này nó giống hết như thế. 40% tỷ lệ đánh vào bật gai. Bật ngược trở lại luôn. Ôi ôi, anh em quý lovely gặp tôi. Hoàn ra đấy nhỉ. Nói chung là những cái gì mà tôi lo ngại nó đã trở thành sự thật rồi anh em ạ. Lo lắng không bao giờ là đủ. Dã man. Trời ơi, hy vọng là anh em biết là anh em đã được lên TV rồi nha. Nên là anh em hãy tiết chế lại. Tiết chế lại Quy ơi. Chào Quang nhỉ, Quang hay Quân. Khóc ca ca, vẫn vui vẻ là được rồi. Dã man quá đi mất tôi. Rồi, rồi, để tôi rèn thêm một cái món nữa. Ơ, à, thôi chết rồi, không rèn được nữa này. Nó có giới hạn cái số lần rèn anh em ạ. Khổ quá, có phải là tôi cố ý đâu. Tôi cũng đã lo ngại cái điều đấy rồi. Nhưng mà đằng nào chả qua, nhà nào thì cũng thế thôi anh em ạ. Chả qua anh em đen anh em qua trước rồi. Chứ bây giờ nhà nào mà qua mà chả chết. Wow, thực sự nó là rất là kinh khủng, khủng khiếp luôn đấy. Cái bộ này tôi không nghĩ là ai có thể trụ nổi đâu. Ở trong cái trận đấu này chỉ trừ khi là có người nào mà người ta chơi cái bộ này cùng thôi thì người ta trụ nổi. Ok, ua, Velom ra nhiều nhỉ. Nhưng mà chắc là cũng không cần cho Velom đâu, thôi bán này. Kiếm thêm con heo nữa anh em ạ. Đấy, ui dồi ôi. Thế này thì chắc là bây giờ đúng là có rơi vào tầm 50 máu thật rồi đấy anh em ạ. Thực ra là bây giờ có hai con heo 2 sao ấy. Hai con hai heo 2 sao thì đúng là 50 máu. Đấy còn nếu mà có hai con gấu 3 sao nữa thì nó rơi vào tầm 90 máu. Đấy, cái tầm đấy. Quá khủng khiếp anh em. Trời ơi, tôi không nghĩ là ai có thể trụ được. Không có bất cứ ai có thể trụ được đâu anh em ạ. Trông kìa. Heo nó chết thì cái con heo còn sống nó sẽ gọi lại cho con heo thôi. Và nó cứ một cái chuỗi liên hoàn như thế. Thực sự là rất là khủng khiếp. Mỗi con cầm một cái viên tinh thể mana cho nó nhanh. Tăng mana cho nhanh. Tôi sẽ roll ở level 9 thôi anh em ạ. Hết game rồi. Không lên được 10 đâu. Bộ này đánh ở 9 hết game rồi mà. Anh em nhìn là round 29 đã bay màu hết tất cả mọi người rồi. Không còn ai có thể trụ nổi. Đẩy khủng khiếp lắm. Đi qua nhà nào nhà đấy chết thôi. Rất khó chịu đúng không? Rất khó chịu đối với cả những cái người cùng chơi với chúng ta. Nhưng mà bản thân chúng ta chơi thì nó lại rất là... Ôi ôi anh em ơi, là idol number one. Thôi anh em đừng làm thế, tôi ngại lắm anh em ạ. Anh em cứ làm thế là tôi rất là ngại đấy nhá. Anh em yêu quý tôi đến như thế. Mà giờ tôi lại đẩy anh em đi top mấy nhỉ? Hình như là top 6 hay top 7 gì đúng không? Dã man. Anh em nhìn cái thằng Goblin full giáp, full bộ nhưng mà trông kìa, bị đẩy cho úi rồi ôi luôn.
Bánh mì ốp la chắc là 29 máu kia thì cũng đi lốt. Sống rồi không? Khó anh em ạ. Xong chưa? Hết chưa? Hết chưa? Hết chưa? Hết chưa? Hết chưa? Hết chưa? Nói chung là đấy thì anh em cũng thấy là ở đây là cũng đồ, nói chung là cũng đấy, cũng dàn trải cho tất cả con rồi. Đồ tay thì cho Flame, còn đồ bắn trưởng thì cho Già với Rớt. Nhưng mà cái bộ mết nó không có cái cửa gì đấm cái bộ này đâu anh em ạ. Tôi cứ nghĩ là kết thúc ở round trước rồi nhưng mà vẫn sống được à. Dãy giỏi phết nhỉ. Nhưng mà chắc là cũng chỉ được một round ấy thôi. Cho sang round này có thể tôi sẽ kiếm thêm một cái món đồ cam nữa. Chúng ta có thể rèn ra hai món đồ cam ở round 30 hoặc là lấy một cái món đồ tím cũng được. Tôi nghĩ là tôi sẽ lấy không lấy món đồ cam bởi vì là những cái món đồ hiện tại ấy, nó cũng đang rất ngon. Đều là những cái món đồ dùng được anh em ạ. Món đồ tím thì nó chỉ thêm hiệu ứng nhưng mà các cái chỉ số của nó không được nhiều. Rồi, món tím này có thể lấy cái giáp. Lấy cái giáp này này. Giáp này sẽ giải hiệu ứng cho tôi. Chống cái hiệu ứng đóng đá là cũng được đấy anh em ạ. Chống hiệu ứng đóng đá đến từ vị trí của 9m. Rồi, những cái món đồ không cần thiết thì chúng ta sẽ rèn lại nhá. Đây rồi, máu echo luôn. Quá ok. Rồi, xong rồi. Thế thôi. Đẹp rồi. Ngon rồi đấy. Thôi, bây giờ chắc là Ron kiếm con heo. Con heo thôi anh em ạ, không lên được 10 đâu. Bây giờ chỉ kiếm con heo 2 sao thôi. Nhưng mà nào chắc là nào sau, nào này muộn rồi. Bây giờ chỉ còn mấy giây nữa là hết vào trận rồi. Ok. Nhưng mà tôi nghĩ là nào này là đi thôi anh em ạ. Chả có cửa nào đâu. Cái dây chuyển kháng bây giờ là cũng yếu hơn nhiều so với ngày trước. Nó kháng nó chỉ được có 3 giây thôi, nó không như ngày trước được 5 giây. Kháng được 3 giây thôi, nó rất là nhanh. Nhanh hết lắm. Ơ kìa, vẫn thua này. Ơ, thua á? Thật không? Úi, thua luôn này. Ơ, vãi đái. Thôi, thế ra sao tôi xả hết tiền tôi kiếm con heo. Không phải tin được. Thua mới sợ chứ này. Kiếm luôn con mèo 3 luôn nha anh em nhá. Thua là thua cái round đấy thôi, chứ còn thua cái trận đấu này thì không thể đâu anh em. Không thể thua được. Kiếm thêm một con heo nữa. Hai con heo nữa. Ui, một con nữa thôi. Bán lốt đi rồi này. Ui, không ra anh em ạ. Đen nhỉ. Thôi, mấy cái đồ này ghép lốt nhá. Ghép lốt đi. Rèn lốt đi. Ơ, nó chết rồi. Không được rèn anh em ạ. Nó lại không cho rèn. Không cho rèn. Chúng ta phải đợi round 35 chúng ta mới rèn được thêm món nữa. Không biết round này có ăn nổi không. Sức mạnh đội hình nó không khác gì cái round của trước cả anh em ạ. Vừa nãy nó cũng thế thôi. Thế khả năng vẫn thua. Được không? Vẫn thua anh em ạ. Ừ, vậy đấy. Con mèo nó phải lên được 3 hoặc là thêm một con heo nữa. Rồi, run lốt đi. Mèo. Mèo. Ui rồi ôi, không ra anh em ơi. Thử chết rồi. Điêu nhỉ. Thua cái bộ 9m chứ đấy. Xếp lại đội hình xem nào. Bây giờ xếp như này đi. Được không? Chả nhẽ lại thua. Điêu nhỉ. Như này thì sao? Được không?
Được không? Được không? Úi giời ơi anh em ơi, đúng là xếp lại đội hình có khác anh em ạ. Ăn rồi. Xếp lại đội hình khác hẳn luôn. Thậm chí là con mèo còn không lên, không cần phải lên 3 sao cũng có thể ăn được, với đẩy chết luôn ở cái đao này luôn. Dạ mà 27 máu anh em ạ. Trận này đẩy chưa kinh khủng lắm nha anh em nhỉ. Tôi nghĩ là sẽ phải có những cái trận đấu mà full 2 sao, cả heo cả mèo, mèo lên được 3 sao này, gấu lên được 3 sao nữa. Đấy, chúng ta sẽ có một trận đấu siêu đẩy siêu đẻ. Còn trận như hôm nay là nó chỉ là gọi là hơi đẩy một chút thôi, chứ nó chưa phải là đẩy kinh khủng lắm. Đấy, nhưng mà thực sự nó rất là mạnh đấy anh em ạ. Quá mạnh luôn. Còn anh em thấy cái bộ này như nào? Anh em hãy để lại dưới phần comment nhá. Anh em có thấy cái bộ này nó khó chịu hay là anh em thấy cái bộ này nó hay, nó thú vị? Anh em thích chơi cái bộ này thì anh em hãy để lại dưới phần comment. Đấy, anh em thấy thích, anh em thấy thú vị thì tôi sẽ chơi thêm nhá anh em nhá. Rồi, anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em thể chọn clip bên trái. Meta mới với cái bộ 9m 5 rồng thực sự nó rất là mạnh anh em ạ. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem những cái clip hay nhất ở trên kênh Tuấn Cơm nha anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.